Nhà Trắng nói sao đi nữa, Fed nói sao đi nữa chúng ta thật sự đã thấy là bây giờ đó đã có cái sự chậm lại ở trong nền kinh tế rồi. Dù các bạn tin hay là không tin chúng ta đang trong sự đoán tài chính nhưng mà cái sự chậm lại đã có. Chúng ta có thể nhìn thấy được là hôm nay lại có thêm công ty Best Buy. Thì Best Buy mà công ty mà bán đồ điện tử đó rất nổi tiếng ở Hoa Kỳ thường thì không có thích đi Best Buy. Tại vì bản thân thường thì có nhiều cái kinh nghiệm không có tốt ở best buy cho nên uh, thuận thì không có thích đi nhưng mà lâu lâu cần gì gấp thì cũng có thể đi mua ở best buy uh, họ bán dây điện rồi họ bán máy móc nhưng mà công ty best buy đó cũng nói là họ cũng đã giảm đi cái ước tính là bán được bao nhiêu hàng hóa trong tiệm của họ nói chung đó họ nghĩ là mỗi tiệm đó sẽ giảm xuống cái doanh thu là 11% một phần trăm con số không hề nhỏ luôn tại vì sao vì họ nghĩ là nền kinh tế đã chậm lại rồi khi mà người dân đó không còn cảm thấy vui không còn cảm thấy có nhiều tiền như trước đây nữa các bạn thấy được là nhà cửa của họ đó thì cũng đã khựng lại thậm chí giảm giá nhà xuống à, cho nên họ cũng sẽ không có hứng thú để mà tiêu xài nhiều đâu và đây đương nhiên cũng tương tự như chúng ta đã nghe nó tới thông báo đến từ siêu thị walmart ngày hôm qua và nhiều thị khác cũng có cái thông tin tương tự thì đây là một dẫn chứng tiếp tục chúng ta cũng có cái thông báo hôm nay liên quan đến công ty Meta quý 2 như thế nào nhưng mà công ty Meta nghĩa là công ty Facebook đó thì hôm nay cũng đã nói là chúng ta đã bước vào suy thoái rồi ngay cả Facebook cũng nói như vậy và khi bước vào suy thoái thì Facebook cũng đã ra quyết định giống như là nhiều công ty chúng ta đã biết đó, là Facebook sẽ bắt đầu là chậm lại hoặc là ngưng mướn người hoàn toàn Điều này thì thực ra cũng không gì là lạ, các bạn cũng đã biết nhiều công ty công nghệ cũng đã có quyết định tương tự Nhưng mà cái báo cáo quý 2 của Facebook thì uh, hoàn toàn không tốt Công ty Facebook đã có cái doanh thu cũng vẫn có lời nhưng mà không có nhiều ước muốn Các bạn thấy được là chúng ta thấy là tổng doanh thu của Facebook là 28.8 tỷ uh, trong khi ước tính là 28.9 tỷ nhưng mà chúng ta nhìn vào là thu nhập mỗi cổ phiếu đó là 246 đô so với ước tính là 259 Và chúng ta nhìn bên dưới này đó, các bạn có thể nhìn thấy tất cả con số đều thấp hơn là ước tính Và đây là một trong những cái thu nhập quý 2 không tốt đối với Facebook Tại vì họ đã không như ý muốn Và đặc biệt hơn đó, là một trong những cái đơn vị mà liên tục lỗ đó các bạn có biết được đơn vị nào hay không? Đó chính là đơn vị Metaverse của Facebook hay còn gọi là Reality Labs. Thì đây là cái đơn vị mà tạo Metaverse gọi là những cái kính VR đó để các bạn có thể mua. Nhưng mà đơn vị này đó thì lỗ liên tục và đã lỗ 7 quý liên tục rồi. Cái quý này đó lỗ tổng cộng là 2.8, 2.9 tỷ đô la. Tôi nói 2.8, 2.9 là tại vì bên trên để là 2.8 nhưng mà bên dưới này lại để là nhưng mà các bạn có thể nhìn thấy được là trong vòng 7 quý vừa qua là lỗ liên tục luôn các bạn có thể nhìn thấy được là Reality Labs à, lỗ quý 4 năm 2020 lỗ 2 tỷ quý 1 năm 2021 lỗ 1,8 tỷ quý 2 năm 2021 lỗ 2,4 tỷ quý 3 lỗ 2,6 tỷ quý 4 lỗ 3,3 tỷ quý 1 năm 2022 lỗ 2,9 tỷ và quý 2 mới đây thì lỗ 2,8 tỷ à, các bạn đã thấy được là lỗ liên tục 7 quý có nghĩa là gần như là 2 năm gần như là 2 năm lỗ liên tục à, các bạn cộng lại đi con số lỗ này hoàn toàn không hề nhỏ có thể được là công ty Facebook cho dù đồ sổ cấp mấy, cho dù là có biết bao nhiêu là nhân tài nhưng mà có thể tạo ra được một metaverse hoàn toàn đó là không hề dễ và Facebook nói là vẫn tiếp tục có thể lỗ thêm vài năm nữa, <laughs> vài năm nữa luôn chứ không phải là lỗ thêm vài quý nữa, có thể lỗ thêm vài năm nữa tại vì cho đến khi nào mà họ có thể bán được những cái kính VR đó để thu được lợi nhuận thì cái bộ phận này vẫn tiếp tục và tiếp tục lỗ. Nhưng mà mới đây đó thì chúng ta cũng đã thấy được là chưa gì hết họ cũng đã bị kiện uh, bởi FTC. FTC đó là Federal Trade Commission hay có thể gọi đơn giản đó là Ủy ban giao dịch ở Hoa Kỳ thì uh, đã kiện công ty Facebook tại vì nói công ty Facebook đó, cái cách mà làm việc đó là giống như là muốn thâu tóm thị trường. Giống như là trước đây đó, Facebook muốn thâu tóm thị trường mạng xã hội cho nên uh, mỗi lần mà có một cái ứng dụng nào đó cạnh tranh như là WhatsApp hay là Instagram đó, thì Facebook đang nhanh chóng mua lại uh, để không có cái sự cạnh tranh ở trên thị trường. Muốn độc quyền thì bây giờ đó đối với lại Metaverse đó, thì uh, công ty Facebook cũng muốn làm điều tương tự, muốn thâu tóm Metaverse. Thực ra Thùng cũng không có hoàn toàn đồng ý đâu tại vì Metaverse thì ai cũng có thể tạo được Các bạn đã biết là chúng ta cũng có nhiều cái Metaverse uh, là trong thị trường Crypto này Giống như là Decentraland hay là Sandbox Nhưng mà cái vụ uh, kiện này đó giữa uh, FTC và MetaVerse là tại vì MetaVerse muốn mua lại công ty gọi là Within thì công ty này đó là công ty mà tạo ra những cái ứng dụng tập thể dục ở trong MetaVerse thì uh, chủ yếu đó là FTC nói là Facebook mua lại rồi để sau này đó là tất cả ứng dụng tập thể dục ở trong MetaVerse thì đều phải mua của Meta hết chứ không có công ty thứ ba cạnh tranh cho nên mua lại là một trong những cái động thái thâu tóm thị trường đó là cái lời cáo buộc của FTC đây là một vụ kiện mà thôi chúng ta cũng sẽ không biết kết quả nhanh đâu. Nhưng mà các bạn đã thấy được là Facebook đó, mỗi lần mà tham gia vào thị trường crypto thì đều gặp rất nhiều sóng gió Chúng ta đã nhớ là Facebook trước đây có một cái token gọi là Libra Nhưng mà cuối cùng cũng đã đổi tên thành token DIM Rồi sau đó nó không biết ở đâu hết Hầu như là Facebook tham gia vào thị trường crypto này đó cũng không có cái sự thành công Chúng ta cũng đã biết là trước đây đó, nhớ là David Marcus là người đứng đầu của cái dự án DIM này của Facebook Nhưng mà bây giờ như họ đã bán lại cho một công ty khác rồi Hầu như là không nghe nói tới nữa tại vì khi mà có thông tin là Facebook muốn đưa ra một cái token riêng đó, thì à, Hoa Kỳ à, quốc hội đó cũng đã gọi Mark Zuckerberg tới rồi hạch hỏi. Cuối cùng cũng không cho phép ra cây đồng à, Libra này rồi họ đổi thành đồng đêm cuối cùng cũng không thành công. Thế bây giờ cũng không biết cái đâu hết. Và cổ phiếu của Maida thì sau khi mà có thông báo quý 2 thì cũng đã xuống 4.65 nhưng mà hôm nay thì cũng đã tăng 6.55 rồi tại vì tăng cùng với lại cả thị trường một thông tin lớn khác tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là Cathy Wood thì Cathy Wood là một trong những người mà rất là yêu thích Bitcoin và cả đã từng đưa ra những cái nhận định về Bitcoin sẽ đến 500 000 đô thậm chí là một triệu đô nhưng mà bây giờ đây Cathy Wood đã bán cái cổ phần của Coinbase Tổng cộng đó thì Cathie Wood bán là 1,4 triệu cổ phần của Coinbase Thì cái quỹ đầu tư ARK của Cathie Wood đó thì có nhiều cái quỹ trong đó Chúng ta có cái quỹ ARK Innovation thì cái quỹ này đã bán 1,1 triệu cổ phần Coinbase, cái quỹ Arc Next Generation Internet thì đã bán 174.000 cổ phiếu và cái quỹ Arc FinTech Innovation đã bán 110.000 cổ phiếu của Coinbase. nói chung đó là họ bán rất nhiều cổ phần, tổng cộng đó là họ bán 1,41 triệu cổ phiếu của Coinbase, có nghĩa là tương đương với mức là khoảng 75 triệu đô la đó ở mức là 53 đô. Nhưng mà cái giá trung bình của họ mua đó là 254 đô có nghĩa là họ đã bị chia năm tài sản rồi. À, và ARK là cổ đông lớn thứ ba của Comi trước khi mà họ bán nắm giữ khoảng lăm triệu cổ phiếu có nghĩa là họ vẫn còn lưu trữ nhiều chứ không phải là ít đâu nhưng mà họ đã bán một số lượng lớn thì tại sao vậy tại sao thì uh, Wood không muốn nói rõ nhưng mà đương nhiên nhiều người cho là tại vì cái thông tin liên quan tới Coinbase bị SEC điều tra là một trong những sàn mà cho người Hoa Kỳ mua bán chứng khoán không đăng ký đó đã làm cho Cathie Wood lo sợ. Nhưng mà các bạn nên hiểu đó là chúng ta chỉ mới bắt đầu cái cuộc điều tra này mà thôi, chưa biết tới đâu. Và đương nhiên ở bên Coinbase thì họ vẫn tiếp tục nói là họ không có token chứng khoán trên sàn của họ và cho dù là có này nữa đó thì con base cũng có thể là đóng phạt mà thôi rồi có thể là bị bắt phải đăng ký là một sàn mà có giao dịch chứng khoán với lại SEC đây là một cái nhận định của một luật sư và đây là bài viết được chia sẻ bởi Contegraf chứ không nên nổi là Coinbase sẽ bị đóng cửa đâu nhưng mà cái điều mà thường nghĩ nhiều người lo lắng hơn nên là Coinbase là một trong những sàn mà rất là theo luật nhưng mà cũng bị điều tra thì đương nhiên SEC đã muốn cho mọi người biết điều gì muốn cho mọi người biết là sàn Coinbase cho dù là sàn lớn cho dù là một sàn mà theo luật xưa bây giờ đó thì uh, SCC cũng muốn làm khó sàn Coinbase cũng giống như là các bạn uh, coi phim gì đó, mỗi lần mà các bạn thấy ai vô tù thì uh, người nào mà muốn trở thành đại ca thì phải đi kiếm cái người mạnh nhất để mà đập tơi tả thì họ mới có thể trở thành đại ca được thì SCC cũng muốn vô trường crypto này rồi họ bắt nạt Coinbase bây giờ họ bắt nạt XRP những cái ông lớn cho thị trường này để cho mọi người biết là SEC mới là đại ca của thị trường crypto. Tôi nghĩ là như vậy. Nói chung thì uh, dù say nữa thì công ty uh, Archambault Wood đã bán rất nhiều cổ phần. Thì uh, đây có phải là một cái động thái panic đâm của Cathie Wood hay là không? Thì uh, tôi nghĩ cũng có thể. Nhưng mà tại sao bà ta lại không có bán hết mà lại giữ lại một phần lớn như vậy? mà chỉ bán có 1,41 triệu mà thôi rất là khó hiểu Cathy vẫn chưa giải thích rõ ràng về cái sự kiện này điều đáng nói đây đó là Cathy Wood vẫn tiếp tục trung bình giá Coinbase cách t ba tuần vẫn mua thêm nhưng mà đột ngột để bán cái số lượng lớn như vậy và bán cái số lượng lớn này lỗ uh, mà chia năm như vậy thì hai điều đáng nói đây điều thứ nhất đó là trung bình giá chỉ tốt khi mà bạn chọn đúng tài sản mà thôi và điều thứ hai đó là nắm giữ BTC sẽ tốt hơn so với nắm giữ những công ty liên quan đến Bitcoin thì các bạn nên hiểu đó là khi chúng ta nhìn vào cổ phần của Coinbase thì uh, Coinbase đã xuống rất là nhiều. Chúng ta đã nhớ là Coinbase là lên sàn chứng khoán năm vừa rồi. Uh, lúc đó, đó giá có thể tăng lên tới mức là 342 đô. Sau đó một lần nữa lại tăng lên tới mức là 342 đô tháng 11 cùng với lại BTC. Nhưng mà sau đó đã giảm xuống bây giờ chỉ còn có 58 đô mà thôi ở mức hiện tại. Coi như là giảm 83% trong khi mà Bitcoin đã cùng thời điểm đó là giảm chỉ có 68% mà thôi thì Bitcoin vẫn là tài sản giữ giá tốt hơn là công ty Coinbase Trước đây đây thường có một cái suy nghĩ tôi đây chia sẻ với các bạn là có thể là mua cổ phiếu cho những công ty liên quan đến crypto thì có lợi hơn giống như là Coinbase giống như chúng ta nói tới công ty MicroStrategy tại vì những công ty đó họ có thể là mua Bitcoin rồi họ lưu trữ thì đương nhiên là họ có tài sản BTC thì thị trường sẽ đánh giá theo tài sản đó. Rồi họ có thu nhập thì họ có thể mua thêm BTC nữa thì đương nhiên mua cổ phiếu sẽ có lợi hơn. Nhưng mà bây giờ thường nghĩ ngược lại rồi tại vì Bitcoin nó đơn giản hơn, Bitcoin là một tài sản mà thôi, không có thu nhập giống như vàng gì đó. Bitcoin không có thu nhập, không có người quản lý, cũng không có nhân viên, không có những cái sự kiện như là bị kiện bởi một cái chính phủ nào đó. Cho nên nó an toàn hơn so với lại một doanh nghiệp thì có nhân viên phải quản lý có chi tiêu rồi có thể là bị kiện có thể là gặp nhiều rắc rối đối Thuận thì bây giờ ra lưu trữ bitcoin trực tiếp nó đơn giản hơn là lưu trữ cổ phiếu liên quan tới bitcoin cho nên thường không có mua những cổ phiếu như là MicroStrategy hay là Coinbase mặc dù là thuận thích một ai đó ủng hộ Bitcoin nhưng mà thuận cũng không có mua những cổ phiếu này đâu đối với thuận là như vậy và chúng có một số những cái thông tin nhỏ khác thuận muốn chia sẻ với các bạn à, giống như hôm nay chúng ta cũng có một cái dự luật đây là một dự luật mà thôi chưa phải là luật nhưng mà cái luật này đó nói là nếu như mà thông qua thì những cái giao dịch crypto mà dưới 50 đô la đó thì không cần phải đóng thuế thì nếu như mà dự luật này có thể thông qua thì đương nhiên có thể khuyến khích thêm người ta sử dụng crypto nhiều hơn một chuyên lý do thường không sử dụng crypto để mà mua sắm đó là tại vì mỗi lần mà dùng để mà mua sắm thì coi như là bán thì nếu lời là phải đóng thuế rất là phiền phức cho nên nếu như thông qua cũng là một điều tốt. Chúng ta cũng có thông tin này đến từ Plan B. Thì thật ra so sánh vàng với lại BTC trực tiếp cũng không có phải là một cái so sánh tốt đâu Nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy được là Plan B muốn nói đó là một tài sản như là BTC Thì từ tháng 1 năm 2012 lúc đó giá BTC là 5 đô la Hôm nay giá BTC đã là 23.131 rồi Cái sự tăng trưởng rất là kinh khủng theo thời gian Có phải là 10 năm tới tôi nghĩ đã sẽ tăng tương tự hay không? Đương nhiên là không phải rồi Khi mà vốn hóa càng lớn thì khả năng là nó sẽ tăng càng chậm lại À, nhưng mà chúng ta có thể nhìn thấy được vàng đó 10 năm trước ngày 1 tháng 1 thì lúc đó giá vàng là 1737 10 năm sau thì giá vàng là 1734 thì nói chung vàng đã giữ giá được tính theo đô la nhưng mà đô la lại mất giá cho nên lưu trữ vàng thời gian dài thật ra trong vòng 10 năm qua đó thì lại không phải là một cái tài sản lưu trữ giá trị tốt chúng ta cũng có thông tin uh, liên quan tới là twitter đó thì twitter nói là họ đã chi ra tổng cộng là 31,1 triệu đô la uh, để có thể hoàn thành cái hợp đồng với là Elon Musk mua lại công ty Twitter nhưng mà bây giờ Elon Musk nói là không mua nữa thì họ đã bị mất 33 triệu này rồi thì bây giờ cái dù kỳ này vẫn đang tiến triển Twitter thì đang chỉ trích Elon Musk là cố tình làm trì hoãn tại vì họ muốn cái sự kiện này kết thúc càng nhanh càng tốt. Elon Musk đương nhiên là muốn kéo dài rồi. Và còn một thông tin nữa là thông tin dành cho những bạn nào mà quan tâm đến Harmony thì Harmony là cái token one á. Đây là một token mà Thùng cũng không có lưu trữ và cũng không qua được mạng lưới mà thường theo dõi thường xuyên. Nhưng mà Harmony đó cũng đã bị tấn công. Các bạn hãy nhớ là cái cầu đó, Harmony Bridge. Hồi tháng 6 đó thì cái cầu của Harmony đã bị tấn công và đã bị lấy mất đi là 100 triệu. Thằng cũng đã từng chia sẻ thông tin này với các bạn. Đây là cái cầu nối giữa Harmony Horizon và Ethereum và không có may mắn như nhiều dự án khác. Các bạn đã nhớ là cũng có nhiều cái vụ tấn công rồi sau đó được trả lại một phần hay là trả lại hết. À, hay là chúng ta nói tới uh, Infinity thì uh, lại có thể kêu gọi được thêm tiền. Nhưng mà bồi thường cho những cái nạn nhân thì Harmony ra cũng đã muốn tìm cái người mà tấn công này người cái hacker này đó để mà trả lại tiền và hoàn lại một triệu rồi sau đó nghĩ là họ tăng thêm hai ba triệu nữa không nhớ nữa nhưng mà cuối cùng thì người này cũng không xuất hiện và không trả lại cái số lượng 100 triệu này thì bây giờ tiền đâu mà họ bồi thường những nạn nhân con số rất là lớn đối với Harmony thì họ đã đưa ra hai cái giải pháp và hai giải pháp này đã đều làm cho cộng đồng rất là phẫn nộ thứ nhất đó, là giải pháp họ sẽ in thêm ra 2,4 tỷ token Harmony, token One Nghĩa là tương đương với 46,9 triệu đô la Thì con số này đó sẽ được dùng để mà bồi thường cho những nạn nhân Nhưng mà chỉ được bồi thường có 50% mà thôi Tại vì các bạn nên nhớ là cái phần bị mất đi đó là tới 100 triệu lần Thì đương nhiên à, đây là một giải pháp mà nhiều người không thích Tại vì đương nhiên in thêm token thì token sẽ bị mất giá Và cái đề xuất thứ nhì đó thì không những là in chỉ có 2,48 tỷ token mà họ sẽ in tới 491 tỷ token lận có nghĩa là in thêm 100% token hiện tại nhưng gấp đôi số lượng token đó tương đương với lại 100 triệu đô la để mà bồi thường cho những nạn nhân và đương nhiên cái đề xuất thứ hai này đó còn in thêm nhiều token nữa À, đương nhiên sẽ làm ảnh hưởng tới giá của Harmony thì nhiều người đương nhiên là không thích rồi và đương nhiên mọi người muốn đó là đội của Harmony lấy cái số lượng tiền nằm trong cái ngân khố của cái dự án đó để mà bồi thường cho những nạn nhân nhưng mà đội của Harmony đây thì nói là không số tiền đó cần phải giữ lại để mà tiếp tục phát triển cái hệ sinh thái nhưng mà thường lại nghĩ là đối với sự kiện này nếu như mà họ không có bồi thường cho những nạn nhân đó thì mạng lưới này hay sinh thái cũng không còn đâu. Đây là thông tin mới nhất liên quan tới Harmony mà Thùng muốn chia sẻ với các bạn. Và đây là tất cả những thông tin mà Thùng muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay. Thùng hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Và những bạn nào mà có thú muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thùng Capital đó thì có thể bấm vào cái link bên dưới cái video này để tìm hiểu những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 20% khi mà tham gia vào những cái sàn lớn.

I ain't playing, got